Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay máy móc Minh Chí xin giới thiệu với tất cả anh em bài viết mới nhất. Đấy chính là hướng dẫn cách tháo bộ nồi của xe cúp mà máy móc Minh Chí vừa mới sưu tầm được. Chiếc xe cúp của bạn đã đến lúc cần giã nồi để canh lại hoặc là thay mới mà bạn chưa biết làm thế nào cho nó ổn. Xin chia sẻ với anh em cách tháo bộ nồi của xe cúp dưới đây. Thì anh em nhìn kỹ và thao tác cho đúng nhé. Thì hướng dẫn cách tháo bộ nồi xe cúp này, nó có 7 bước. Mình xin đọc qua tóm tắt. Nếu như mà anh em nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể nào mà truy cập vào cái link ở dưới đây đấy, để tìm hiểu full bài viết của bên máy móc Minh Trí nhé. Bước 1 là bạn phải xả nhớt rồi tháo can ống bô và giò đạp ra, tháo hết những con ốc vướng ở lốc máy ra. Bước 2 là bạn tháo đùi gà, chạc ép, abidan và con ruồi bơm nhớt, lò xo điều tiết nhớt ra. Bước 3 là khi cơ cấu ép nồi ép nguyên vỏ nồi và sẽ cắt abidan ra. Bước 4 là tiến hành tháo bộ nồi ra, dùng tua vít nạy phe tròn ra từ từ và lấy ống bô ra. Bước 5 là trong quá trình vào số, nguyên vỏ nồi ép nhông hú và ống lót vào. Bước 6 là ráp bộ nồi, bỏ lõi 2 tầng vào, để đế 4 cọc và 4 lò xo vào. Bước 7 là ráp nhông hú và ống lót vào. Chú ý là ống lót là phải cao hơn nhông hú một chút. Thì đây là những cái tóm tắt mà mình đọc qua trong cái bài viết này. Anh em nào có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về cái bài viết cũng như là video của bác Trọng Hoàng đã chia sẻ thì anh em truy cập vào cái link mà tôi đã để ngay dưới đây. Ngoài ra là bên máy móc Minh Chí còn rất nhiều những cái tài liệu miễn phí mà muốn chia sẻ với cả anh em thợ sửa chữa thì anh em có thể truy cập vào link và tìm hiểu nhé. Đây chỉ là tóm tắt cơ bản để anh em tìm hiểu thôi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé.